Bộ này nhìn đầm thế, đúng không? Bộ này nhìn thắm. Đi chân sư piêu linh lá sắc, ở bụng tròn mà. Ồ, nhiều này, nhiều ăn nhiều quá. Chăm tập trim thắt eo lại là ngon. Woman in black. Trêu nữa. Chị học ngành marketing. Có xóa like không chị? Không biết nữa. Chưa vậy mà có bạn bè mông lép. Trời ơi, mắc gì rồi. Mình sống tuổi thật hả thiệt. I love you baby. I live. Chân mà mặc bikini 3 điểm luôn. Thôi không thích. Hi, my uncle say what he live a house in America. Really? Bộ đồ xanh nhìn mới chín mà. Bộ đồ xanh nhìn mới chín. Thôi mặc bộ đấy người ta đánh giá. You start talking with me. Hello sister, hello, hello guys. Mười sáu tuổi là bị cha đánh lừa đó mọi người ơi. Không hề luôn. Sang Hàn có cast nó nhạc nào không à? Hàn đúng mà Hàn. Hướng này bị cho ánh đèn rõ. Có mỗi hướng này à. Có nhận donut không em? Donut là sao? Là muốn tặng quà cho mình hả? À? Bắt mình phải làm gì không? Em là người gốc Bắc. Hai nam à? Đoán đi. Nghe giọng đoán đi. Khi nào bà về hả? Chắc là mốt đi. Nhảy gì có nhà rồi
Chị nước này là nước khác. Nước khác chị ơi. Không, chai nước gì quỷ. Hoa chai chai hả mà. Nestle, Nestle. Đâu chị cái gọi kìa, mày cứ cãi tao phát cho mày tao bật ra bây giờ. Mày thích cãi không? Sao mày thích cãi cái tao không? Ngay luôn à. Phát cái gì? Con là nãy giờ con mình cái gì nè? Tên thì giống trong Nam mà giọng thì vừa Nam vừa Bắc hả? Hoặc là sao? Mình là người Bắc và người Nam thôi. Trời ơi, học chết cái gì mà thấy người này bị gì? Ủ hủ hả? Ngồi xong sạc đi. Anh thích giọng em. Muốn gặp em thì cho bao nhiêu ạ? Không gặp được đâu, khỏi cho. Coi nát à? Trời, coi nát chi trời. Xin thế em cảm ơn bạn đẹp. Nó tự nhiên đỡ con đấy. Cái nét thầm dữ lắm á. Quả đọc chiến không trời ơi. Bo hâm cốc. Bo hâm cốc. Bà đẹp quá, tôi ở trong tù còn ráng mua điện thoại để xem bà like. Nhìn nghe ghê quá. Bị cuốn cái nát. Cái nát thân nhiên lắm. Cái này cho môi lép, đúng rồi, dưới lép mà. Vú lép mà. Đó, vú lép mà. Chè chè là sao? Mà chụp hình mai mốt để cái miệng bình thường thôi, đừng có chè chè ra nữa. Chè chè là sao? Lấy vợ hả? Tôi giết thật đúng. Là sao? Chị nhảy đi. Ổn không? Sao bài ạc với bà TikTok hả? TikTok bị cấm. Trời ơi, bị khóa. Mày tắt livestream nè.
Bye bye, bye bye.